cách xác định xem lô đất có mộ hay không, cần học khóa phong thủy nào để thẩm định được vấn đề này ạ? Rất đơn giản. Cách thứ nhất đó là đào hết tất cả xuống sét. Thì chắc chất có gì nữa. Khi người ta chôn mộ là có nguyên tắc là người ta chỉ chôn đến đất sét thì dừng lại, không có ngôi mộ nào người ta đào sâu xuống hết sét cả, đúng không? Nên ông nên thành ra bây giờ các bạn khi các bạn đào móng đúng không, là cho mày phục của bạn phục đúng không, bạn phục cho đến đất sét thì làm gì còn xương nào chôn dưới đất sét, nên cứ phục quyết lên là chắc chắn là không bị dính mộ, đúng không? Nhà xây bây giờ toàn phải phục đến sét mà. Đấy, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là người ta sẽ sử dụng một cái thanh sắt dài khoảng 1m2 kèm theo một cái ấm nước, đúng không ạ? Như đi thốn mộ ấy thì chúng ta cứ cách khoảng tầm 50 phân thì chúng ta lại ấn xuống một cái nhẹ, mà ấn xuống nếu thấy kịch chú phát thì đào xuống xem có mộ không, còn nếu không thì không phải, đúng không ạ? Còn hỏi là có khoa học phong thủy nào để xác định vấn đề này không thì xin thưa các bạn là tôi đi làm phong thủy đến nay được khoảng 20 năm rồi. Cách duy nhất để xác định vấn đề này hay không là dùng máy xúc để xúc thôi ạ.